Bước xúc trước những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội cho rằng Hồ Văn Cường chưa nhận được tiền. Ekip của ca sĩ Phi Nhung đã đăng tải bằng chứng để làm sáng tỏ vụ việc. Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, người trong ekip của cố ca sĩ Phi Nhung đã lập tức lên tiếng đính chính, tung bằng chứng làm rõ những tin đồn thất thiệt. Thứ nhất là phản ứng của mẹ Hồ Văn Cường trước đoạn ghi âm được phát tán trên mạng xã hội. Sau khi nghe được clip này, mẹ nam ca sĩ đã xác nhận được ekip trao trả đủ tiền. Thứ hai, người này cũng đăng tải hình ảnh chứng minh mẹ của Hồ Văn Cường ra ngân hàng, rút tiền để cho vào sổ tiết kiệm. Đồng thời nam ca sĩ Nhi cũng dùng tiền giải thưởng của mình để lập tài khoản cá nhân và trực tiếp đứng tên. Cuối cùng, việc gia đình quán quân Việt Nam Idol Kids chưa rời khỏi nhà cố ca sĩ Phi Nhung không phải là do chưa nhận đủ 180 triệu tiền thưởng như tin đồn trên mạng xã hội. Ekip của giọng ca bông điên điển cũng không can dự vào chuyện đi hay ở của gia đình nam ca sĩ. Đồng thời phía truyền thông của ca sĩ Phi Nhung cũng chia sẻ, Truyền thông bẩn ơi, đừng can thiệp vào gia đình người ta nữa nhen, nhà đó là nhà của chị Phi Nhung và như lúc còn sinh thời, chị Nhung đã từng nói gia đình Hồ Văn Cường muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Chúng tôi chỉ giải quyết trên phương diện người quản lý, còn phương diện gia đình, chúng tôi không có quyền quyết định gia đình cháu đi hay ở, vì đó không phải là nhà của chúng tôi, trân trọng. Ừ, uhm, vậy còn cái sổ đỏ qua giờ thấy trên mạng là người ta kêu là cái sổ đỏ đó là phía Hồ Văn cường đã đưa ra lời phản hồi về sự việc này vụ lùm xùm liên quan đến tiền cắt xe trong 5 năm đi hát của Hồ Văn cường đang là tiêu điểm trên mạng xã hội chiều ngày 12 tháng 10 trên một diễn đàn đăng tải một clip ghi âm từ một người phụ nữ tự nhận là người thân cận với gia đình Hồ Văn cường và khẳng định vừa gọi điện để trao đổi thông tin với bố của nam ca sĩ nhí tức là ông Hồ Văn mười tuy nhiên những thông tin trong đoạn hội thoại này chưa được chính chủ lên tiếng để xác minh rõ thực hư Đến tối cùng ngày, phía ekip của cố ca sĩ Phi Nhung đã lên tiếng giải đáp một số thắc mắc bị lan truyền trên mạng. Thứ nhất, về lý do Hồ Văn Cường chưa dọn ra khỏi nhà cố ca sĩ Phi Nhung. Trong đoạn ghi âm trên, người phụ nữ này cho biết Hồ Văn Cường đã nhận được 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, vì số tiền 180 triệu đồng đạt giải Việt Nam Idol Kids chưa trao cho gia đình, nên nam ca sĩ phải ở lại nhà chờ lấy đủ tiền rồi mới ra riêng. Hiện tại chỉ có Hồ Văn Cường và mẹ ở lại, còn bố đã dọn ra ngoài. Đồng thời người này cũng tiết lộ, giữa Hồ Văn Cường và phía công ty không có bất kỳ hợp đồng nào trong nhiều năm làm việc. Nói về việc Hồ Văn Cường chưa ra ở riêng, ekip của ca sĩ Phi Nhung chia sẻ trên Facebook như sau: "Đó là nhà của chị Phi Nhung và như lúc còn sinh thời, chị Nhung đã từng nói, gia đình Hồ Văn Cường muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, chúng tôi chỉ giải quyết trên phương diện người quản lý, còn phương diện gia đình chúng tôi không có quyền quyết định cháu ở hay đi vì đó không phải là nhà của chúng tôi." Thứ hai, sổ tiết kiệm chỉ đăng lên làm bằng chứng cho qua chuyện. Về chi tiết sổ tiết kiệm, người phụ nữ này nói, cái sổ đó là cầm vậy thôi chứ chưa được nhận, cầm cho qua chuyện, nhưng tiền hát và tiền cho thêm là một tỷ thì nhận rồi. Về vấn đề này, người trong ekip của ca sĩ Phi Nhung đã tung ra bằng chứng đích thân đưa mẹ con Hồ Văn Cường đến ngân hàng, làm thủ tục cũng như lập tài khoản mới. Còn việc sổ tiết kiệm cũ hay mới thì đó cũng là chuyện bình thường. Họ có quyền đáo hạn hay thay đổi cũ mới là quyền của họ. Quan trọng là họ muốn bảo toàn số tiền đó. Gốc lãi để dành đủ đến 6 năm sau. Thứ ba, chuyện Hồ Văn Cường bị ép cung suốt 6 tiếng. Người phụ nữ này cũng nhắc về việc trang trần sang nhà cố ca sĩ Phi Nhung để ép cung mẹ con Hồ Văn Cường. Trang Khàn và rất nhiều người đi từ lúc 5 giờ chiều, viết kịch bản rồi kêu Hồ Văn Cường và mẹ nói theo, nhưng em không chịu nói. Hồ Văn Cường thà im chứ không thể nói theo lời đó được, nên họ mới tức giận mà live stream chửi. Chuyện đó diễn ra từ 5 giờ đến 11 giờ đêm, Hồ Văn Cường mệt nên mới cúi mặt như thế kia. Cái tâm thư trên Facebook cũng không phải do Cường đăng vì bây giờ tài khoản mật khẩu đã bị thu lại hết rồi. Nhân vật tự nhận là người thân của Hồ Văn Cường chia sẻ. Về vấn đề im lặng suốt nhiều ngày liền, chính nam ca sĩ nhí từng giải thích trong tâm thư. Con xin chân thành gửi lời xin lỗi đến các cô chú anh chị vì đã im lặng một thời gian dài, nhưng con có nỗi niềm riêng khó nói mà chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được. Thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện không vui xảy đến một cách dồn dập con cảm thấy rất áp lực nên con lựa chọn cách im lặng. Vì nếu nói lên, con không biết phải nói thế nào cho phải, con rất mong cô chú anh chị hãy hiểu và thông cảm. Còn về chuyện các tài khoản mạng xã hội mang tên Hồ Văn Cường, nam ca sĩ cho biết cũng đã trao lại cho công ty xử lý. Giữa lúc sự việc Hồ Văn Cường và gia đình đang rầm rộ, người hâm mộ nên cẩn trọng và chọn lọc thông tin để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có. Chuyện về Hồ Văn Cường từ nhiều năm trước bất ngờ được tiết lộ, còn úp mở có uẩn khúc. Một thành viên trong ban tổ chức chương trình Việt Nam Idol Kids cho biết, lúc mới tham gia sâu, Hồ Văn Cường đã được nhiều người ngỏ ý tài trợ cho ăn học. Sau khi Hồ Văn Cường chính thức nhận tiền từ quản lý diễm phạm, mạng xã hội lại dậy sóng vì những chia sẻ đến từ thành viên của ban tổ chức chương trình Việt Nam Idol Kids. Theo đó, người này cho rằng thời điểm tham gia Việt Nam Idol Kids thì Hồ Văn Cường đã rất hot, có rất nhiều người muốn tài trợ cho em ăn học đến lớn. Cô mong những ai đang chỉ trích, hãy để em được yên, sống đúng với lứa tuổi của mình. Bởi còn rất nhiều chuyện ẩn khuất bên trong nhưng ban tổ chức không thể thay Hồ Văn Cường lên tiếng được, người này cho biết. Cụ thể, nguyên văn lời chia sẻ của thành viên trong ban tổ chức Việt Nam Idol Kids như sau. Hồi đó nhà Cường rất khó khăn. Đi thi muốn tìm em phải gọi nhờ người nhắn giúp. Lên thi hai mẹ con ngồi một góc nhìn rất thương, hiểu hoàn cảnh của em nên mình đề nghị công ty hỗ trợ chi phí đi lại cho hai mẹ con đến khi vào vòng trong. Lọt vào vòng trong, Cường vẫn giữ thái độ rụt rè nhút nhát nhưng rất siêng luyện hát và nghe lời ngoan ngoãn. Dĩ nhiên chi phí đi lại ăn ở do công ty lo. Khi vào vòng trong, em đã thu hút rất nhiều khán giả vì giọng hát cũng như hoàn cảnh của mình. Nói thật lúc ấy, ai không nghĩ em nằm trong top 5. Lúc ấy nhiều người thấy hoàn cảnh em khó khăn đều muốn tài trợ lo cho em ăn học. Mẹ em thì khỏi nói, rất hiền. Sau khi em đạt giải, ban tổ chức cũng làm thủ tục gấp để chuyển em tiền vì biết hoàn cảnh khó khăn. Yêu cầu mẹ em đích thân lên ký nhận lãnh. Sau đó nghe em được trường học tài trợ học phí ai cũng vui, thấy em hoạt động giải trí nhiều cũng mừng cho em. Dù ai nói gì, tôi vẫn tin Hồ Văn Cường là đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan, có những chuyện đã qua cũng không muốn khơi dậy, hãy để cho đứa nhỏ được yên và sống với đúng lứa tuổi của nó. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Lộ list 310 sâu diễn của Hồ Văn Cường, giá cắt C siêu bèo. Mạng xã hội đang lan truyền, list sâu diễn của Hồ Văn Cường trong suốt 5 năm qua có con số lên tới 310 sâu. Giữ đúng lời hứa vào chiều qua, quản lý cố ca sĩ Phi Nhung đã trao lại toàn bộ tiền và giải quyết ồn ào cắt xe với Hồ Văn Cường. Tại buổi trao tiền có sự chứng kiến của những người trong gia đình, bố mẹ Hồ Văn Cường. Sau tất cả, quản lý thay mặt nữ ca sĩ quá cố tặng thêm số tiền 500 triệu đồng để Hồ Văn Cường ổn định cuộc sống về sau. Sau lời chia sẻ của cố ca sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường cũng có bài đăng giải trên trang cá nhân với nội dung gửi lời xin lỗi và xác nhận đã nhận đủ số tiền cát xe trong 5 năm qua. Hồ Văn Cường cùng bố mẹ đều có mặt để nhận số tiền từ quản lý cố ca sĩ Phi Nhung. Hồ Văn Cường cũng tâm tình rằng anh sẽ không bao giờ quên công ơn của mẹ nuôi Phi Nhung và tin rằng ở phương xa, nữ nghệ sĩ quá cố sẽ hiểu tấm lòng của anh. Đáng chú ý trong bài đăng dài của Hồ Văn Cường, dù nhắc tới việc nhận đủ tiền các xe trong 5 năm qua, nhưng nam ca sĩ không nói rõ việc đã nhận số tiền là bao nhiêu. Cụ thể Hồ Văn Cường nêu rõ, Hôm nay con đã nhận được tiền cát xe 5 năm qua nên con mong mọi lùm xùm sẽ chấm dứt ở đây. Đồng thời, mẹ Hồ Văn Cường lên tiếng mong cộng đồng mạng đừng dùng những lời lẽ tiêu cực để tấn công gia đình. Bà cũng đã đại diện con nhận sổ tiết kiệm này. Mặt khác, trong thỏa thuận giữa cố nghệ sĩ Phi Nhung và gia đình Hồ Văn Cường, ở phần công ty trao tiền đã bỏ trống cũng như chỉ ghi số tiền 500 triệu ở danh mục mẹ Phi Nhung cho thêm Hồ Văn Cường như thông tin đã đưa ra. Ở danh mục tổng cộng, phần này bị bỏ trống. Điều này làm netizen vô cùng thắc mắc về số tiền cát xây mà Hồ Văn Cường thực sự nhận được. Trả lời thắc mắc này, phía cố ca sĩ Phi Nhung đưa ra lý do rằng không tiết lộ số tiền tổng là do mong muốn của gia đình. Ngay lập tức trên mạng xã hội lan truyền sâu diễn của Hồ Văn Cường trong suốt 5 năm qua với con số lên đến 310 sâu kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2016 cho đến ngày 5 tháng 2 năm 2021. Các đêm diễn của Hồ Văn Cường nằm trong sâu âm nhạc, truyền hình thực tế, các buổi lễ khai giảng, tiệc sinh nhật cá nhân, các sự kiện khai trương, đêm nhạc từ thiện ở các chùa và các máy ấm. Dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến công kích phía Phi Nhung đã nổ ra, thậm chí Phương Mỹ Chi cũng bị déo tên vào cuộc để so sánh với Hồ Văn Cường. Hiện tính xác thực của bảng danh sách trên vẫn chưa được khẳng định, vụ việc đang nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người đã để lại bình luận. Chậm lương một tuần, các ông các bà còn dễ nảy lên nữa là ăn chặn 5 năm. Hát nhiều vậy mà kêu cho thêm 500 triệu. Nhẹ nhẹ mỗi sâu 20 triệu là phải hơn 6 tỷ rồi. Tôi nhìn mà muốn hoa con mắt, đi bắt nạt một đứa trẻ bằng nửa tuổi mình. Chỗ này tính rẻ mỗi sâu 10-20 triệu đi thì hai năm không đi hát vẫn thừa khối tiền. Một người khác bình luận. Thách quản lý dám đăng số cụ thể đấy còn không cho công khai. Con nuôi gì không khác con trâu đi cày tiền. Lịch diễn còn dày hơn số ngày tôi đi làm. Một người khác bình luận gay gắt. Bảo ăn chặn tiền của thằng nhóc thì dãy đành đạch. Lần đầu tiên tôi thấy tiền mình làm ra chỉ lấy lại thôi mà cũng bị chửi Hát muốn lòi họng mà nói tặng 500 triệu á bà ơi. Trả bao nhiêu phần trăm công sức thằng bé làm ra vậy? 5 năm chạy tới 310 sâu lận nha. Xem hết danh sách 310 sâu diễn mà Hồ Văn Cường đã nhận, nhiều khán giả bình luận rằng quán quân Việt Nam Idol Kids không phải ế sâu như lời đồn đoán trước đó. Thêm nữa số tiền 500 triệu mà phía Phi Nhung tặng kèm là công sức đi hát mà Hồ Văn Cường xứng đáng được nhận. Tuy nhiên, những chỉ trích về số tiền 500 triệu này có phần hơi sai. 500 triệu được trao vào chiều ngày 11 tháng 10 là tiền Phi Nhung tặng thêm, còn các xe hát thực sự của Hồ Văn Cường vẫn được giữ kín. Con số 500 triệu này hoàn toàn không phải tổng số các xe mà Hồ Văn Cường có được trong 5 năm. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Hồ Văn Cường tiếp tục bị phía Phi Nhung tố khôn lanh, trả treo, toàn tính. Mới đây, người bạn lâu năm của Phi Nhung đã gửi một bức tâm thư khá dài tới Hồ Văn Cường, trong đó chia sẻ ẩn ý về tính cách của nam ca sĩ ngoài đời khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ người này cho biết đã quá hiểu rõ về con người của hồ văn cường và thất vọng nên lâu nay không muốn gặp mặt nam ca sĩ anh tố hồ văn cường nhiều lần gây chuyện nhưng phi nhung đều xin bạn bè mình đừng tiết lộ ra ngoài để tránh làm ảnh hưởng đến tương lai của con thậm chí người bạn của phi nhung còn tố hồ văn cường không thực sự nhút nhát rụt rè như những lần xuất hiện trước công chúng mà rất lanh lẹ đối đáp trả treo Chú và mọi người đã cố gắng dành cho con nhiều cơ hội, sẵn sàng ngồi 6 tiếng đồng hồ để phân tích, chỉ để nói một câu duy nhất mà con vẫn không làm được. Tại sao? Ở nhà con đâu có như thế, ngoài đời con đâu có như vậy, lành lẹ đối đáp và thậm chí rất là khôn lanh về mặt đối đáp trả treo. Điều này chắc chú không nói oan cho con chứ. Người bạn của Phi Nhung viết. Ngoài ra bạn của Phi Nhung còn cho biết mẹ ruột của Hồ Văn Cường có nỗi khổ, nỗi lo lắng riêng về con trai nên mới nhờ gia đình cất tiền thưởng đi, đến khi nào cần mới lấy lại cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh thông tin nhanh chính xác trung thực tin sắt đánh ngay sau đây mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác